Mình chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV tối ngày hôm nay nha. Tiếp tục chương trình ẩm thực quý vị ơi. Tối hôm nay cô ta giới thiệu và chia sẻ đến với toàn thể quý vị một trong những quán bánh canh ghẹ muối ớt xanh nằm ở địa chỉ là 484 đường Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10. Đây quý vị đang nhìn thấy nè, hiện tại thì khách rất là đông. Đi bây giờ xin mời quý vị cùng với cô ta đi vào bên trong luôn nha. Ở ngoài đây có những cái bàn á, quý vị có thể ngồi ở ngoài đây ha. Còn ở trong này, trời ơi khách quá trời luôn á. Bên đây là cái quầy nè. Nếu mà quý vị không lên đây được ha, thì có thể đặt qua app Foodie, Grab Food nè. Ở trên đây hình như là sắp hết ghẹ rồi. Còn 2, 4, 6, khoảng 7 con. Đó, mình qua đây một chút xíu. Các em đang làm. Ở đây là có cái nồi đất các vị ạ. Phần này mình đang làm là bao nhiêu vậy ạ? 75.000. Rồi có nguyên con ghẹ vậy luôn. Chủ quán ở đây hả? Dạ em quản lý à. Quản lý. Ủa thường là quán mình ở đây bán thời gian như thế nào anh? Dạ từ 9 giờ sáng đến 10 giờ rưỡi tối. Ngoài chi nhánh của mình ở đây ra còn có chi nhánh nào khác không? Dạ lúc trước có 5 chi nhánh mà qua đợt dịch vừa rồi thì đóng cửa hết, còn một cái này thôi. Còn một cái thôi. Dạ. Cái giá cả thì mình bán như thế nào anh? Giá từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Giá tùy theo bánh canh, có bánh canh chả cá là 40.000, bánh canh tôm tích, bánh canh mực là mỗi thứ 65. Bánh canh ghẹ từ 65 đến trên 100, tùy theo có lượng con ghẹ lớn nhỏ. Tùy theo con lớn nhỏ. Ở đây quán mình bán được lâu danh nhỉ? Dạ 11 năm rồi. 11 năm. Dạ tại chỗ này là 11 năm luôn. Dạ. Rồi em quay ở trong đây chút xíu nha. Dạ dạ. Dạ cảm ơn. Đó quý vị nghe anh nói giá ha. Ồ cái này có thể thấy nhìn ngon nè, mực tôm tích, chả cá nè. Cái nước này có trứng ở trong không em? Dạ, nước cốt dừa. Nước cốt dừa hả? Dạ. Ghẹ cho nó nữa anh. Thịt ghẹ nữa. Anh bưng lên kìa, bưng lên ghẹ thêm kìa. Đó. Phải vậy chứ. Quá trời nè. Chắc là không có thời gian để mà chất ghẹ lên đó quý vị, tại vì khách hiện tại rất là đông. Cái hộp nhựa là mang về ha. Con này 200g không anh? Dạ không, con này chỉ có ghẹ nhỏ thôi anh. Trong này từ 100g đến 150g. Hết thố rồi. Thôi gì. Nhanh như không kịp cách rồi. Bạn mà hết thố luôn quý vị ạ. Đây có cái thố dễ thương của anh ha. Dạ. Với lại khi mà cầm nó không bị nóng nữa. Dạ không. Cũng hay. Cầm cái quay nó không nóng.
Con đường Shopee làm chưa? Đơn 80 nha nghe em. Trước khi mình giao cho khách thì em làm nóng lại một lần nữa. Nhân viên làm không kịp, anh quản lý vào phụ. Trước khi mình giao cho khách thì mình phải làm sạch cái mang đó ha. Dạ. Ở đây một ngày mình bán nhiều ký ghẹ không anh? Dạ, một ngày bán được 40 ký ghẹ. 40 ký cũng nhiều chứ. Ký khoảng 8 đến 10 con mà một ngày bán khoảng 40 ký. Đó, vì thấy cái thâu ghẹ không? Có bán mực, bán tôm. Dạ, bán mực, bán tôm nữa. Những cái thâu ghẹ là thèm quý vị ạ. Cái này mà ngồi mà chấm muối tiêu hả? Đã luôn. Ở đây làm cực kỳ là kỳ luôn quý vị ạ. Không có bánh cua nha chị. Không bánh cua. Không bánh cua anh. Không bánh, không bánh. Đây toàn cảnh của quán này. Ở trong đây khách cũng đông lắm nha. Đây muối ớt xanh này quý vị. Cái này thì ớt người ta hình như người ta xay rồi quý vị, nên nhìn nó nhuyễn lắm. Đặc sệt quý vị ạ. Đặc sệt. Bên đây là chanh. Bên đây là sa tế. Đây có cái thực đơn này quý vị. Quý vị có thể tham khảo nha. Bánh canh thập cẩm gồm mực, tôm tích, chả cá là 75.000 nè. Bánh canh chả cá không là 40, bánh canh mực là 65, bánh canh tôm tích bóc vỏ 65. Ngoài ra cái ghẹ quý vị là tùy con lớn nhỏ nè. Quý vị đọc thêm ha. Có số điện thoại giao hàng nè, 0902 860 896. Hồi nãy á, cô ta gọi một tô bánh canh mực và một tô bánh canh cua. Mà cái mức này nè quý vị, cái mức 80.000 này nè. Đó. Là 120g á, là mức 80.000 này. Đó là tô của vợ cô ta đang ăn đây. Xem ở dưới có gì dưới không ha. À, chả cá. Cua à, ghẹ có bị ở ghẹ. Hai càng nó dài ha. Hồi nãy phụ ta nghe em nói quý vị, cái nước này là nấu từ nước dừa nha. Nước dừa, ban đầu phụ ta tưởng đâu là trứng thì em nói là nước dừa. Sữa bánh canh ăn ngon. Sữa bánh canh ăn ngon ha. Còn tô của phụ ta đây nè. Nãy giờ ham quay quý vị. Tô này là 65.000 mực với lại tôm tích nè, chả nè. 65.000. Ở đây chúng ta thấy đặc biệt là cái nồi quý vị, cái nồi bằng đất mà có cái quai cầm này nè. Cầm ở đây nó không bị nóng.
Còn ghẹ thì mỗi lần mà em làm em bán cho khách thì em sẽ làm sạch ở trong. Trước khi mà em ấp lại thành con ghẹ này thì em đã làm sạch ở trong rồi. Rồi, mời quý vị dùng nha. Qua thử xem được cái nước như thế nào. Ồ, nước lạ ha. Nó béo béo, ngọt ngọt, thơm thơm. Ngon quá vậy. Ở trên bàn thì có đầy đủ nước chấm nha quý vị, tự làm nha quý vị. Nó xanh xanh không ạ? Mấy vị nha. Trời ơi, với ớt này ngon nha. Mực tươi ghê. Hãy xem thử cái sợi bánh canh như thế nào mà vợ Phương Anh nói ngon nè. Đây là vợ Phương Anh đang ăn trước rồi đó. Vợ Phương Anh nói cái khen cái sợi bánh canh này ngon. Sợi bánh canh này nó giống như miếu đó. Sợi bánh canh ngon quá. Hồi nãy anh nói mà nghe cũng thương quý vị ạ. Nghĩa là trước dịch đó anh có hình như là 4 chi nhánh, nhưng mà sau dịch đó bây giờ anh chỉ còn làm chi nhánh này thôi. Quán này thì Phương Anh cũng đã đi ngang qua nhiều lần, lúc nào thấy cũng đông hết, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Phương Anh vào á, xem thử như nào mà khách quá trời đông. Cả cá chiên. Ngon quá vậy. Cái sợi bánh canh ở đây á, dai. Ăn nó không bị ngán quý vị. Rồi, chắc là tạm dừng ở đây nhé quý vị. Thì nếu một vị nào có đi ngang qua ở đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, thì quý vị có thể ghé và trải nghiệm nha. Quán bán từ 9 giờ. Cái nước ở đây ăn cực kỳ là ngon, nước với lại sợi bánh canh. Còn cái topping đó thì tùy quý vị gọi nha. Quý vị gọi mực hay là tôm tích hay là chả cá hay là ghẹ thì tùy quý vị nha. Cái size cũng như là nó đi theo với giá. Size lớn thì giá càng nhiều, giá cao đó. Còn mà chúng ta nghĩ mấy một tô như vậy thì quá là tuyệt vời. Ok quý vị, bye bye và hẹn gặp lại quý vị. Đây nãy giờ vợ của ta ăn hết con ghẹ này. Để tí nghe xem vợ của ta nói cảm nhận con ghẹ như thế nào nha. Ở đây đặc biệt là có cái tô nước rửa tay quý vị. Quý vị ăn xong thì có cái tô nước rửa tay ở bên đây nè, cho ít cảm nhận xem hả? Tươi. Tươi hả? Thì chắc. Nãy là vợ Phương ta nói con này là vợ Phương ta ăn kiểu như là không có xi nhê gì quý vị. Nghĩa là vợ Phương ta ăn phải 3-4 con đó. Nhưng mà do kinh tế có hạn nên hôm nay vợ Phương ta ăn một con thôi. Nó sạch luôn à. Phương ta ăn cũng hết rồi.